hai thằng mỗi hai thằng chú lợn vào mũi. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, công ty đã vượt qua bao khó khăn thách thức như đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tích cực từ các cán bộ, các ban ngành và tín nhiệm từ các vị đối tác, sự tin tưởng của khách hàng và những chính sách đúng đắn từ ban lãnh đạo của công ty đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn và phát triển hùng mạnh. Cho đến ngày hôm nay, công ty đã đạt được 5 chi nhánh. Một là năm 2025, năm 2005 thành lập chi nhánh tại Hà Nội, năm 2007 thành lập văn phòng đại diện tại bên Pháp, năm 2012 thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 thành lập chi nhánh miền Tây và xây dựng khu nghỉ dưỡng Mây Công, năm 2018 thành lập chi nhánh Hà Giang và xây dựng khu nghỉ dưỡng Hoàng Su Phi Lốt trong ngày hôm nay. Vâng, đó là những thành tích mà trong những năm đại dịch Covid-19 và những khó khăn mà công ty đã đạt được. Và xin trân trọng kính mời toàn thể chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho công ty của chúng ta đã được những thành tựu lớn trong những năm vừa qua. Rất hân hạnh được đón tiếp ông Thân Đức Mạnh, giám đốc công ty. Xin mời ông trong trường tay ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em trong công ty. Bé đấy. Trước hết tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em trong công ty đã dành thời gian của mình và đã không quản ngại đường xá xa xôi để tới dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 18 của công ty. Được tổ chức tại tỉnh Hà Giang. Trong suốt 18 năm qua, mặc dù chặng đường không phải là quá dài, nhưng chúng ta có quyền tự hào và phấn khởi khi nhìn lại chặng đường đã qua. Để đạt được những thành tựu của ngày hôm nay, đó là sự nhờ sự tin tưởng và sự hỗ trợ của quý đối tác, quý khách hàng và đặc biệt là sự phát huy sự cố gắng và sự quyết tâm của từng thành viên trong công ty. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh và những chính sách về quản lý về kinh doanh và mở rộng thị trường, và tôi tin rằng với sự cố gắng và sự quyết tâm của toàn thể anh chị em trong công ty, chúng tôi sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới. Và lần cuối cùng tôi xin một lần nữa được cảm ơn tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em công ty, và tôi xin chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc cho Việt Nam Orient nói cho vào ngày càng lớn mạnh và ngày phát triển một cách bền vững. Xin chân thành cảm ơn. Để chúc mừng cho ông sinh nhật lần thứ 18 công ty, chúng tôi xin tất cả mọi người cùng nâng ly để chúc mừng. Chúc cho chúng ta luôn đoàn kết, luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để cho công ty ngày càng lớn mạnh. 1, 2, 3, go! Một lần nữa là chương trình xin trân trọng kính mời các quý đại biểu, các vị khách quý một lần nữa lên sân khấu để cùng chứng kiến lấy các bánh mừng chúc mừng sinh nhật cho công ty trong buổi tối ngày hôm nay. Bao giờ đốt pháo, đốt pháo mới đặt nhá. Vâng, trong lúc chờ đợi anh Mạnh các bánh xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nâng cốc của mình lên đây ạ.
Hợp tất cả mọi người. Hãy cứ tất cả công ty hãy cùng hát bài Happy Birthday để chúc mừng cho công ty tròn 10 Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Đại biểu các vị khách quý chúng ta hãy cùng nâng lên ạ. Cảm ơn ạ. Tất cả khúc này tất cả các chúng ta cùng hô chúc mừng sinh nhật nha để có những tiếng pháo nổ rộn ràng trong ngày chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Xin chúc mừng ạ. My team à? We are a family à? Việt Nam không được chơi bò này. À, 1, 2, 3. Làm thêm kiểu nữa nha. IOP nha. 1, 2, 3. Làm nhìn mặt nào, nhìn nào. 1, 2, 3. Ok. 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 1, 2, 3. Đúng rồi, đứng gần này sáng hơn. Ok, ok. Thank you.
Chào quý khách đến thăm quê, được thấy các bạn nơi xa đến vui vẻ mỉm cười chào các anh. Lão Tào à, vùng cao đó đường làng đi lại rất gian nan, bước đến nơi đây vất vả lắm, mọi điều khó khăn cùng sẻ chia. Người dân nơi đây rất hiếu khách, được đón bạn bè khắp bốn phương, mọi điều vất vả xua tan hết. Cảm ơn bạn bè khắp bốn phương. Các chị đẹp trong ngày hôm nay và là tiếp theo chương trình trong buổi tối ngày nay, và là xin trân trọng kính mời các đội múa của chúng ta tiếp tục múa bài Mũa Khang.
Thank you.
Anh có cái nước gì ạ? Anh có cái nước gì ạ? Anh cho thì anh